Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Với kim ngạch thương mại hai chiều tăng 24% so với năm 2018, Việt Nam Hoa Kỳ hướng tới nền thương mại hài hòa và bền vững. 350 người trở về từ vùng dịch nâng cao ý thức trách nhiệm phòng chống dịch viêm phổi cấp 2019 nCoV và sẵn sàng tự nguyện vào khu vực cách ly. Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Thương mại họp bàn phối hợp hỗ trợ tín dụng những vùng có dịch. Thưa quý vị, vào ngày 5 tháng 2, Đảng và Nhà nước Cuba đã long trọng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Cuba đã tham gia lễ kỷ niệm. Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh, hai dân tộc Việt Nam Cuba đã luôn sát và kề vai sát cánh bên nhau trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do và ngày nay luôn sát cánh bên nhau vững bước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Quan hệ Việt Nam Cuba là mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết anh em trước sau như một, là tài sản vô giá mà hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam Cuba luôn giữ gìn, bảo vệ, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau. Nhân dịp này, bà Trương Thị Mai đã tới đặt vòng hoa tại tượng đài anh hùng dân tộc Cuba José Martí và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm các giáo viên và học sinh tại trường tiểu học Bắc Hồ, gặp gỡ tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba. Tại buổi tiếp ông Michel Siu, quyền trợ lý Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, hoan nghênh việc Hoa Kỳ đưa ra các sáng kiến hợp tác đầu tư trong khu vực, có phần tạo động lực tăng trưởng và phát triển bền vững tại Việt Nam. Việt Nam quan tâm và mong muốn thúc đẩy hợp tác tài trợ cơ sở hạ tầng và năng lượng với Hoa Kỳ theo tinh thần thỏa thuận hai bên đã ký kết trong các lĩnh vực thị trường vốn, cơ sở hạ tầng hay là năng lượng. Ông Nguyễn Văn Bình cũng nhấn mạnh dư địa hợp tác của hai bên trong lĩnh vực này còn rất lớn và đề nghị cần tích cực thảo luận và làm việc để đưa ra định hướng hợp tác trong thời gian tới, trong đó có việc thống nhất về những chương trình, dự án hợp tác cụ thể và phương hướng giải quyết các trở ngại, thách thức có thể gặp phải. Ông Michel Siu khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành và phối hợp chặt chẽ với Đảng, Chính phủ Việt Nam, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Thương mại hai chiều Việt Mỹ năm ngoái đã đạt kim ngạch khoảng 75 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 24% so với năm trước. Đây là theo số liệu của Bộ Công Thương, không chỉ tăng mạnh về số lượng, quan hệ thương mại Việt Mỹ cũng ngày càng hướng tới sự hài hòa và bền vững hơn, mang lại lợi ích cho cả hai bên. Ghi nhận của phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Nông nghiệp là lĩnh vực kinh tế chủ đạo, đóng góp hơn 20% GDP của bang Nebraska, Mỹ. Hơn 90% diện tích của bang được sử dụng vào sản xuất nông nghiệp. Năm 2018, xuất khẩu nông sản của Nebraska vẫn tăng trưởng, dù sụt giảm tới một nửa ở thị trường quan trọng Trung Quốc. Thống đốc bang Nebraska cho biết, Việt Nam là một phần lý do. Một trong những lý do chúng tôi tới Việt Nam là để tìm kiếm cơ hội cho hàng nông sản. Riêng năm 2018, xuất khẩu của bang Nebraska sang Việt Nam đã tăng gấp 3 lần, trong đó xuất khẩu thịt bò tăng tới 127%. Việt Nam đã mua thêm nhiều nông sản của Mỹ nói chung, thuê mua thêm nhiều máy bay của hãng Boeing. Năm 2019, thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy Việt Nam đã mua hơn 14 tỷ đô la hàng hóa từ Mỹ, tăng gần 13% so với năm 2018. Tuy nhiên, thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam cũng vẫn tăng mạnh, từ gần 33 tỷ đô la năm 2018 lên hơn 46 tỷ đô la năm 2019. Đại diện chính quyền Mỹ vẫn nhìn nhận đây là một sự tăng trưởng tích cực. Khi mà ngày càng có nhiều ngành công nghiệp được chuyển tới Việt Nam, vì Việt Nam có môi trường kinh doanh tốt, thì lẽ tự nhiên là xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ sẽ còn tăng. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ vẫn chủ trương thu hẹp thâm hụt thương mại với Việt Nam. Sau phiên họp Hội đồng Thương mại đầu tư Việt-Mỹ tại thủ đô Washington DC của Mỹ hồi tháng 10 năm 2019, Việt Nam đã lần đầu tiên xây dựng một kế hoạch hành động toàn diện để phát triển quan hệ thương mại Việt-Mỹ một cách cân bằng và bền vững hơn. Phía Mỹ đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc tạo ra mối quan hệ thương mại cân bằng và công bằng hơn với Mỹ. Khi chúng tôi đàm phán thiết lập quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam, cơ bản là sự tôn trọng những thành tựu kinh tế của Việt Nam và thừa nhận những thành công kinh tế rất lớn của Việt Nam. Năm 2020, phía Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện một chương trình mà Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ mới đây đã gọi là khổng lồ, chi tiết
bao gồm những bước đi cụ thể nhằm giảm thiểu thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng và các sản phẩm khác. Trường Sơn, phóng viên truyền hình Việt Nam từ trụ sở Bộ Thương mại Mỹ. Vào chiều ngày 6 tháng 2, phát biểu tại phiên họp lần thứ 6 Ủy ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia tạo thuận lợi thương mại, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao các bộ ngành đã triển khai chính thức và thực hiện kết nối 37/51 thủ tục chiếm 72,5%. Dự kiến các thủ tục còn lại các bộ có thể hoàn thành triển khai các thủ tục trong quý 1 năm nay như đã báo cáo tại phiên họp trước. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành tiếp tục hoàn thành nốt các chỉ tiêu đã đặt ra. Trước vấn đề kiểm soát dịch bệnh đang ảnh hưởng tới xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ phối hợp chặt chẽ, kiểm tra chuyên ngành, thông quan để vừa đáp ứng nhu cầu kiểm soát dịch bệnh nhưng không để ách tắc hàng hóa, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp làm ăn, đảm bảo giao thương, đồng thời đề nghị Hiệp hội Logistics vận động các hội viên tính toán để giảm từ 10 đến 20% chi phí lưu kho bãi, đặc biệt là kho lạnh để hỗ trợ các trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị thu mua nông sản cho nông dân. Nhận lời mời của Đại tướng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã thăm chính thức Liên bang Nga. Ngày 5 tháng 2 tại thủ đô Moscow, ngay sau lễ đón chính thức, Bộ trưởng Sergei Shoigu đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch. Hai bộ trưởng cho rằng, trong những năm qua, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga đã được triển khai mạnh mẽ cả về bề rộng lẫn chiều sâu, phù hợp với sự phát triển của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và lợi ích của mỗi nước, như duy trì trao đổi đoàn các cấp, đối thoại chính sách quốc phòng, hợp tác kỹ thuật quân sự thông qua cơ chế Ủy ban Liên chính phủ ngày càng có hiệu quả. Hợp tác đào tạo luôn là điểm sáng trong quan hệ quốc phòng, đặc biệt, hai bên đã phối hợp tổ chức và triển khai thành công các hoạt động hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ năm chéo Việt Nam-Nga 2019-2020. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch bày tỏ, với cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Liên bang Nga cũng như các nước đối tác thực hiện tốt các nội dung đã đề ra, cũng như ủng hộ Liên bang Nga mở rộng hợp tác với khu vực. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch trân trọng mời Bộ trưởng Sergei Shoigu thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng, cũng như lễ kỷ niệm 10 năm ADMM+. Kết thúc hội đàm, hai bộ trưởng đã ký tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga giai đoạn 2020-2025. Trước đó, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã tới đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm mộ chiến sĩ vô danh ở thủ đô Moscow. Thưa quý vị, tại Trung Quốc, tâm điểm của dịch nCoV, số bệnh nhân được chữa khỏi triệu chứng và xuất viện đang tăng lên từng ngày. Đây là theo báo cáo hàng ngày của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc. Trong khi đó, thì chính phủ Trung Quốc cũng đang quyết liệt thực hiện những biện pháp nghiêm ngặt nhất để phòng chống dịch bệnh. Phóng viên Đài truyền hình Việt Nam hôm nay đã có cuộc phỏng vấn với ông Hùng Ba, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam. Thưa đại sứ, hôm nay là đánh dấu gần tròn 2 tháng kể từ ngày phát hiện ca nhiễm đầu tiên dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng nCoV tại Vũ Hán. Vậy thì đến thời điểm này thì công tác phòng chống dịch bệnh của Trung Quốc đang được triển khai như thế nào, thưa đại sứ? Lần này, các biện pháp phòng chống dịch bệnh mà Đảng và Chính phủ Trung Quốc áp dụng có thể nói là mạnh mẽ chưa từng thấy, nghiêm ngặt nhất từ trước tới nay. Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đích thân lãnh đạo phòng chống dịch. Chúng tôi đã huy động hàng vạn nhân viên y tế ưu tú trên khắp cả nước đến vùng dịch nghiêm trọng, chi viện cho Vũ Hán, cho Hồ Bắc. Chúng tôi cũng đã huy động cả lực lượng quân đội tham gia công tác này. Trung Quốc chỉ mất 10 ngày đã xây dựng xong Bệnh viện Hỏa Thần Sơn và Bệnh viện Lôi Thần Sơn với số giường bệnh lên đến hơn 2.500 giường. Những ngày gần đây, chúng tôi cũng đang gấp rút huy động thiết bị công cộng để xây dựng bệnh viện khoang vuông, có thể đáp ứng nhu cầu vài nghìn giường bệnh. Đồng thời, chúng tôi cũng áp dụng những biện pháp nghiêm ngặt để ngăn ngừa bệnh dịch lây lan, điều động các nguồn lực để đảm bảo cung ứng các vật tư y tế và đồ dùng cần thiết trong sinh hoạt, mở đường ưu tiên để vận chuyển đến khu vực có dịch. Từ tình hình thực tế cho thấy, số lượng chữa khỏi xuất viện liên tục tăng lên. Tính đến hết ngày hôm qua, đã có 1.153 người được xuất viện, cao hơn rất nhiều so với con số 563 bệnh nhân tử vong. Tỷ lệ tử vong của dịch bệnh lần này trên toàn quốc đang giảm dần, rơi vào khoảng 2%. Con số này thấp hơn rất nhiều tỷ lệ tử vong của dịch bệnh SARS bùng phát năm 2003.
càng thấp hơn so với mức tử vong 30-40% của các dịch bệnh khác đã từng xảy ra trên thế giới như Ebola hay dịch MERS Trung Đông. Có thể nói dịch bệnh đang dần được khống chế. Chúng tôi tin rằng bước ngoặt sẽ sớm xuất hiện. Đến thời điểm này thì xin đại sứ có thể cho một số đánh giá về những cái thiệt hại kinh tế mà dịch bệnh nCoV đã gây ra cho đến thời điểm này đối với nền kinh tế Trung Quốc. Trong thời gian ngắn thì đúng là khó tránh khỏi việc kinh tế có thể sẽ chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Đặc biệt là dịch bệnh lần này lại bùng phát đúng thời điểm kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Có rất nhiều người đang nghỉ Tết tại quê nhà, không thể trở lại công việc kịp thời, khiến cho sản lượng một số ngành nghề chịu ảnh hưởng nhất định. Tuy nhiên, từ góc độ toàn diện và tổng thể, ảnh hưởng của dịch bệnh lần này đối với kinh tế Trung Quốc chỉ mang tính cục bộ, hạn chế, ngắn hạn và có thể khống chế được. Sẽ không thể thay đổi xu thế phát triển ổn định, phát triển lâu dài của kinh tế Trung Quốc, cũng sẽ không thay đổi diện mạo cơ bản của kinh tế Trung Quốc. Xin đại sứ có thể đánh giá về những cái nỗ lực phòng chống dịch bệnh lần này của chính phủ Việt Nam. Chúng ta thấy được sự coi trọng cao độ của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong việc phòng chống và kiểm soát dịch bệnh. Tôi thấy rằng những biện pháp đều rất có hiệu quả. Đồng thời chúng tôi cho rằng, thứ nhất cần coi trọng phòng chống dịch bệnh, thứ hai phải đánh giá một cách khoa học, lý tính và khách quan, áp dụng các biện pháp cần thiết và thích hợp. Cố gắng không cắt đứt việc đi lại bình thường giữa các nước với nhau, đặc biệt là không ảnh hưởng đến quan hệ thương mại bình thường. Chúng tôi cho rằng điều này là rất quan trọng. Ngay sau khi dịch bệnh xảy ra, Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của Đảng và Chính phủ Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi đến lãnh đạo Trung Quốc về tình hình dịch bệnh. Chính phủ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã viện trợ hàng hóa, thiết bị y tế cho Trung Quốc. Điều này thể hiện rõ tinh thần quốc tế giúp đỡ và tương trợ nhau lúc hoạn nạn, đóng góp tích cực nhằm giúp hai nước nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh. Nhân dân Trung Quốc rất cảm ơn Việt Nam. Chúng tôi cũng cảm ơn các đơn vị y tế của Việt Nam đã giúp đỡ điều trị kịp thời. Đồng thời, các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam cũng đã có các hình thức phù hợp hỗ trợ giúp đỡ cho nhân dân các tỉnh ven biên giới Trung Quốc chống lại dịch bệnh. Là láng giềng quan hệ mật thiết, chúng tôi rất cảm ơn và sẵn sàng cùng với Việt Nam tăng cường hợp tác cùng chống lại dịch bệnh này. Xin trân trọng cảm ơn đại sứ đã trả lời phỏng vấn của Đài truyền Việt Nam. Sẽ có gần 3.000 test nhanh để chẩn đoán virus corona mới được Tổ chức Y tế Thế giới, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC hỗ trợ cho Việt Nam. Tuy nhiên, trong lúc test này được chuyển về Việt Nam, thì các chuyên gia dịch tễ vẫn tiếp tục ứng dụng các phương pháp xét nghiệm khác để chẩn đoán được bệnh nhân dương tính với nCoV trong thời gian sớm nhất. Nhận mẫu bệnh phẩm, sau đó phân loại, đưa vào hệ thống quản lý. Đây là phương pháp sinh học phân tử đang được tiến hành tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương trong thời điểm hiện tại. Cho tới nay, Viện đã tiếp nhận và xử lý gần 500 mẫu bệnh phẩm là của những trường hợp nghi nhiễm nCoV, mỗi lần chỉ xử lý được 15 mẫu. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thì một ngày có thể nhận được là 50-70 mẫu, cho nên là cũng phải chia ra để đấy mà có thể thực hiện được. Thì với một cái quy trình như vậy thì đến giờ phút này thì cái thời gian mà sớm nhất thì cũng phải trên 5 giờ và muộn nhất thì là phải 9 giờ. Những cái chẩn đoán ban đầu thì phải là chẩn đoán hết sức là chính xác, phải thực hiện đúng, ít nhất là phải thực hiện được trên 3 cái gen đích của cái con virus này. Theo các chuyên gia, quy trình xét nghiệm này là để đáp ứng nhanh yêu cầu phòng dịch nên vẫn còn vừa làm vừa đánh giá. Tuy nhiên, nhiều địa phương phía Bắc đã sẵn sàng lắp đặt hệ thống và tiếp nhận quy trình này ngay sau khi được WHO và CDC đánh giá. Ở những chuyển giao như là CDC Hà Nội hoặc CDC Quảng Ninh hoặc một số những đơn vị khác tại miền Bắc, thì tôi nghĩ rằng là cái việc này thì cũng sẽ cố gắng là phối hợp với lại cả Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là CDC thì sẽ tổ chức cái lớp đào tạo sớm nhất trong vòng 1-2 tuần nữa. Theo Bộ Y tế, hiện nay đã có hơn 1.000 trường hợp nghi nhiễm nCoV đang được cách ly tập trung và tại cộng đồng. Tất cả những trường hợp này sẽ được lấy mẫu để gửi về các đơn vị có hệ thống trên xét nghiệm. Việc có kết quả sớm sẽ giúp giải tỏa tâm lý. Những cái trường hợp xét nghiệm dương tính, mà thấy dương tính thì chúng ta đưa vào trong các cơ sở để điều trị. Nhưng những trường hợp nào xét nghiệm âm tính thì chúng tôi vẫn tiếp tục khuyên về thực hiện cách ly tại nhà, không thực hiện cách ly tập trung nữa. Và vẫn phải theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày. Đánh giá ban đầu tại miền Bắc, hiện có 22 cơ sở có năng lực thực hiện xét nghiệm virus nCoV.
Thưa quý vị, thực hiện quy định cách ly 14 ngày đối với tất cả các công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc và các vùng có dịch. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận gần 350 trường hợp vào cách ly và theo dõi sức khỏe tại một số đơn vị quân đội. Theo ghi nhận, thì người dân trở về từ vùng dịch đều nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân với cộng đồng trong phòng chống dịch và sẵn sàng tự nguyện vào khu vực cách ly. Khu cách ly thuộc Trung đoàn 123. Nhà ở của các cán bộ chiến sĩ nhường lại cho những công dân Việt Nam vừa trở về từ Trung Quốc. Dù rất mong về nhà để gặp lại cô con gái nhỏ mới 2 tuổi sau nhiều ngày xa cách, nhưng chị Khuyên vẫn xác định việc ở lại khu cách ly là rất cần thiết. Em ở đây thì đếm từng ngày vì là cũng mong muốn gặp con, nhớ con lắm rồi. Nhưng mà bởi vì là cũng muốn vào đây để sức khỏe của mình nếu mà như ổn định với là sức khỏe không bị dịch bệnh thì trở về nhà, về với gia đình thì mới yên tâm được. Được theo dõi, kiểm tra sức khỏe 3 lần mỗi ngày. Được cung cấp khẩu phần ăn hàng ngày theo tiêu chuẩn của các cán bộ chiến sĩ. Tất cả những người lao động vừa trở về từ Trung Quốc này đều có chung cảm giác thực sự an tâm. Nhưng mình vào đây mình được nhà nước tài trợ chỗ ăn chỗ ở, mới tâm lý của mình cảm thấy rất thoải mái. Anh em tất cả đều tình nguyện, cảm thấy rất là hài lòng. Với tinh thần phục vụ tốt nhất đời sống người dân trong thời gian cách ly theo dõi sức khỏe, tỉnh Lạng Sơn cũng vừa trang bị hàng chục TV cho các phòng cách ly. Tại Lạng Sơn, đến thời điểm này, công tác tổ chức tiếp nhận cách ly phòng chống dịch đối với công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc và các nước có dịch đã hoàn tất. Cũng kiến nghị với cấp trên là ta tăng cường thêm cái lực lượng y tế cơ sở và các trang thiết bị y tế cần thiết để cho sớm phát hiện và xử lý các cái trường hợp mà mắc bệnh có hiệu quả. Với cơ sở vật chất ở các khu cách ly được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh dịch tễ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn cho biết trong trường hợp cần thiết, 3 khu cách ly được bố trí tại Trung đoàn 123, Trường quân sự và Tiểu đoàn Bộ binh 1 có thể tiếp nhận được khoảng 1.500 người. Sự đồng thuận hợp tác của người dân trong việc chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của các khu vực cách ly sẽ là yếu tố quan trọng góp phần ngăn ngừa hiệu quả sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt là hàng nông sản bị ùn ứ tại các cửa khẩu đang bắt đầu được giải tỏa. Và ngày qua thì tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tỉnh Lạng Sơn, hơn 100 xe container đã được thông quan. Những chuyến hàng xuất khẩu sang Quảng Tây vào thời điểm này có ý nghĩa quan trọng trong việc chặn đứng các hành vi ép giá thu mua nông sản trong những ngày qua. Và mối lo về dịch bệnh cũng được xua tan khi mà việc thông quan diễn ra trong điều kiện đảm bảo an toàn tuyệt đối về phòng dịch. Việc thông quan tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Lạng Sơn đã diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Thông quan hàng hóa là một tín hiệu mừng, không chỉ đối với các doanh nghiệp mà còn là niềm vui đối với rất nhiều lái xe đang phải nằm lại nhiều ngày tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Em đã đứng hiểu nghĩ là 6-7 ngày rồi, một ngày em chi phí tiền máy lạnh này nó nữa là trên 1 triệu. Nay là được thông quan thì bọn em vui, được trả hàng. Nếu mà nằm lâu nữa hàng hóa em hư hết thì chắc buôn bán qua được. Theo cam kết, lái xe và tiểu thương chỉ được đi đến điểm giao dịch hàng hóa. Khi quay lại Việt Nam, họ phải cách ly 14 ngày. Địa điểm cách ly được bố trí ngay tại khu vực cửa khẩu. Hiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có gần 400 xe hàng chờ xuất khẩu. Tuy nhiên, mới chỉ có cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và ga quốc tế Đồng Đăng được thông quan hàng hóa. Các cửa khẩu phụ và cặp chợ vẫn đang tạm dừng giao dịch. Vì vậy, tạo điều kiện tốt nhất cho việc xuất khẩu hàng hóa đang được tỉnh Lạng Sơn khẩn trương thực hiện nhằm giải quyết tình trạng ùn ứ. Giải quyết cơ bản được số hàng tồn đọng của các cái xe nông sản trước Tết tập kết tại cửa khẩu Hữu Nghị. Thế và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã tiếp tục bàn bạc với các cơ quan hữu quan tại cửa khẩu Hữu Nghị quan bên phía bạn thì để tạo điều kiện cho các cái hoạt động xuất nhập khẩu được diễn ra bình thường. Tuy nhiên, công tác kiểm dịch thì cũng đã được hai bên càng ngày càng thiết chặt hơn. Thống nhất chung của cả Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian diễn ra dịch nCoV, thời gian thông quan sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng và kéo dài đến 17 giờ hàng ngày. Thời gian còn lại sẽ được dùng để tiến hành vệ sinh tiêu độc khử trùng cho khu vực cửa khẩu. Vâng. Rõ ràng là nền kinh tế Việt Nam thì cũng đang bị tác động mạnh bởi dịch nCoV. Trước tình hình này thì sáng ngày 6 tháng 2, Ngân hàng Nhà nước cùng với các ngân hàng thương mại đã tổ chức họp bàn để triển khai các giải pháp tín dụng hỗ trợ khắc phục những thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh. Nhiều giải pháp đã được đề xuất như là giảm lãi, cơ cấu lại nợ, khoanh nợ hoặc là cho vay mới. Tất cả đều tập trung theo hướng duy trì bình thường mọi hoạt động và giao dịch.
Chỉ một ngày sau khi có văn bản chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc bám sát diễn biến thị trường và nhằm chia sẻ những khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng, thiệt hại từ dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona, cả hệ thống ngân hàng đã nhanh chóng vào cuộc, cho thấy sự khẩn trương và quyết liệt của các ngân hàng nhằm ứng phó với dịch bệnh. Nhiều ngân hàng đã có những thống kê chi tiết và lên các kịch bản để sẵn sàng và chủ động trước các tình huống có thể xảy ra. Chúng tôi đưa ra công tác thống kê và chúng tôi xây dựng kịch bản nếu xảy ra tình huống đó thì chúng tôi phải làm như thế nào. Ví dụ như đối với khách hàng cá nhân mà họ rơi vào đối tượng là bị nhiễm cúm và ảnh hưởng đến cái hoạt động kinh doanh của họ thì họ không có nguồn trả nợ thì trường hợp đó mình cơ cấu nợ như thế nào. Và cái lãi mình chuyển khoản, họ trả một phần lãi và chuyển khoản cái phần lãi đó qua cái kỳ tiếp theo. Đối với các cái doanh nghiệp thì nó cũng tương tự như vậy. Hàng loạt các ngành nghề sẽ bị tác động bởi dịch bệnh như du lịch, nhà hàng, khách sạn, logistics, xuất nhập khẩu. Do vậy, khi kinh doanh bị ảnh hưởng thì dòng tiền chắc chắn sẽ bị tác động. Tiến độ trả nợ đúng hạn, giải ngân đúng kỳ của nhiều khách hàng và ngân hàng có thể sẽ bị kéo giãn hơn so với bình thường. Bởi vậy, trong bối cảnh đặc thù này, một số ngân hàng đã kiến nghị cần có những hướng dẫn cụ thể hơn về việc giãn hoặc hoãn nợ hoặc chuyển nhóm nợ cho khách hàng. Dịch bệnh cũng chưa biết là nó diễn biến như thế nào thì đây cũng phải là thao gỡ của các bộ ngành ngoài các văn bản hiện tại mà ngân hàng nhà nước đang cho phép. Ngay cả việc giao dịch tại các ngân hàng cũng đang được các ngân hàng tăng cường các biện pháp phòng tránh dịch. Về mặt công nghệ thì rõ ràng là khi mà chúng ta dùng nhiều cái internet banking hay là ví dụ những cái dịch vụ ngân hàng tự động thì nó cũng giúp là giảm thiểu cái chuyện lây lan, hạn chế cái việc tiếp xúc đông người, hạn chế phải tiếp xúc vật lý với những cái mà có thể lây nhiễm virus. Thì tôi nghĩ đấy là những cái mà chúng tôi cũng đã ứng dụng. Không chỉ là họp bàn, đề ra các giải pháp và chia sẻ những khó khăn với người dân và doanh nghiệp, mà những chương trình hành động của ngành ngân hàng còn cho thấy hệ thống cũng đã chủ động và sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh. Cục Hàng không vừa cấp phép bay quốc tế cho Bamboo Airways trên đường bay thẳng từ Hà Nội đến Praha. Đây là đường bay thẳng đầu tiên từ Cộng hòa Séc tới một nước ASEAN. Đường bay này không chỉ có ý nghĩa kết nối Việt Nam và Cộng hòa Séc, mà rộng hơn là kết nối Đông Nam Á với khối Liên minh châu Âu. Hãng này cũng dự kiến khai thác chuyến bay đầu tiên chặng Hà Nội ở Praha từ ngày 29 tháng 3, tần suất là 2 chuyến mỗi tuần. Thời gian bay dự kiến là hơn 11 tiếng với chiều đi và hơn 10 tiếng với chiều về. Thời gian này đã rút ngắn đáng kể so với mức là từ 14 đến 19 tiếng của các chuyến bay nối quá cảnh tại một thành phố châu Âu hoặc là Trung Đông hiện nay. Thưa quý vị, ngành du lịch Việt Nam ước tính sẽ phải chịu thiệt hại từ khoảng 6 đến 7,7 tỷ đô la Mỹ do ảnh hưởng của dịch bệnh trong 3 tháng tới. Làm sao để hạn chế được ảnh hưởng của dịch, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng của ngành này trong năm nay? Đây là nội dung được bàn thảo trong hội nghị ngành du lịch ứng phó với dịch do Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức vào chiều ngày 6 tháng 2 tại Hà Nội. Dự kiến trong 3 tháng đầu năm, khách Trung Quốc đến Việt Nam giảm 90-100%, tương đương 1,7-1,9 triệu lượt khách. Với thị trường khách quốc tế còn lại, giảm 50-70%, tương đương 2-2,8 triệu lượt. Những địa phương chịu ảnh hưởng của dịch đang chuẩn bị nhiều giải pháp cấp bách, vừa đảm bảo chống dịch, vừa đẩy mạnh khai thác các thị trường trọng điểm gần, có tốc độ tăng trưởng cao như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Bắc Mỹ, Tây Âu. Rủi thì có lẽ là cũng có cái may. Là bởi vì từ trước này, ví dụ chúng ta chỉ nhăm nhăm vào một cái thị trường chẳng hạn, thì bây giờ có thể là chúng ta, các doanh nghiệp có thể nhìn vào cái chỗ thị trường khác. Chúng ta lại có một thời gian, chúng ta ngồi để chúng ta suy nghĩ nó sâu hơn và xây dựng những kế hoạch tốt hơn. Du lịch nội địa đạt 85 triệu lượt khách năm 2019. Nguồn khách dồi dào này được kỳ vọng sẽ phần nào bù đắp được sự suy giảm khách quốc tế. Tuy vậy, các địa phương cần liên kết các nhà cung cấp dịch vụ để hình thành những chương trình du lịch trọn gói với giá ưu đãi. Lữ hành và khách sạn phải phối hợp với nhau đấy để có một cái chiến dịch giảm giá sâu xuống. Thế bây giờ còn hơn là để không phòng và các công ty à, thì chúng ta phải làm vậy để chúng ta nâng cái doanh thu từ cái nội địa lên. Đây là khoảng thời gian khó khăn với du lịch Việt Nam, nhưng nhân cơ hội này có thể kiện toàn chất lượng điểm đến, tập trung đào tạo nhân lực. Đặc biệt là phải xây dựng môi trường du lịch văn hóa văn minh và an toàn với sự chung tay của cả cộng đồng, đặc biệt là ý thức của chính người dân. Không kỳ thị, tiếp tục đón tiếp để tạo cái hình ảnh của ngành du lịch Việt Nam và ngành du lịch các địa phương để qua cơn dịch này, khách quay trở lại chúng ta với một cái nụ cười thân thiện. Chúng tôi mạnh dạn sẽ kiến nghị với chính phủ đấy là có thể là miễn cái phí visa đối với các cái du khách du lịch trong một thời gian có thể là 6 tháng từ nay đến cuối năm. Theo các chuyên gia,
việc xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam cần được tiến hành song song, đẩy mạnh trước và ngay sau khi dịch chấm dứt, và cần bám vào hai mùa cao điểm là mùa hè với khách nội địa và mùa thu với khách quốc tế. Theo công điện mới nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành vào ngày 6 tháng 2, thì các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh vẫn được hoạt động bình thường, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh. Quyết định này cũng nhằm đảm bảo duy trì hoạt động của khách du lịch trong và ngoài nước tại các điểm đến trên toàn quốc. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.